Tắm ở nơi cầm tắm, 9 thanh thiếu niên đã bị sóng cuốn. Nhân viên cứu hộ đưa vào bờ được 8 người nhưng có 2 em không qua khỏi, một em mất tích. Vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra vào chiều tối ngày 18 tháng 5 tại bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khôi Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cho đến sáng nay ngày 19 tháng 5, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi tắm ở bãi biển Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Trước đó vào chiều tối ngày 18 tháng 5, một nhóm gồm 9 thanh thiếu niên từ 9 cho đến 15 tuổi xuống tắm biển tại khu vực cắm bảng nguy hiểm cấm tắm. Do có sóng to, nhóm bị cuốn trôi ra xa bờ. Sau khi phát hiện vụ việc, các nhân viên cứu hộ đã cứu được 8 em đưa vào bờ. Tuy nhiên có 2 em không qua khỏi và một em còn mất tích cũng tại quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 12 tháng 4 đã xảy ra vụ hai anh em sinh đôi 14 tuổi tạm trú tại tổ 56 phường Hòa Hải chết đuối